chào các bạn. Trong 5 phút ngắn ngủi, chúng ta có thể làm gì? Sự thành bại của đời người được quyết định ở 5 phút. Bill Gates là minh chứng sống cho sự khác biệt ai cũng nghĩ là nhỏ bé này. Trong thời đại mà mọi tiêu chuẩn đều quy về chữ nhanh, ai ai cũng phải phát triển nhanh, tư duy nhanh, hành động nhanh, ai ai cũng phải chạy đua với thời gian để có được vị trí tốt nhất trên con đường sự nghiệp. Trong Book of Right, The Doctrine of Man, bộ sách kinh điển về nghi thức từ thời cổ đại có câu: mọi việc làm trước, không lo bị hỏng. Đó cũng chính là lời cổ nhân muốn nhắn nhủ đến hậu thế chúng ta. Trước khi làm bất cứ điều gì, hãy chuẩn bị sớm 5 phút, mọi sự sẽ thuận lợi hơn nhiều. Sớm 5 phút là một loại thái độ. Có một thời gian, cư dân mạng đã xôn xao vì một trải nghiệm hẹn hò vô cùng mù quáng. Cụ thể, phía cô gái có điều kiện rất tốt, ngoại hình, thân thế, sự nghiệp đều đáng ngưỡng mộ. Phía chàng trai cũng ý thức được điều này nên vô cùng coi trọng cuộc gặp. Thậm chí anh đã chăm chút ngoại hình từ khi ở nhà, đồng thời mua sẵn một bó hoa sang trọng. Hai người hẹn gặp nhau lúc 11 giờ ở quán cà phê nhưng chàng trai lại đến muộn 5 phút. Cô gái đã lạnh lùng hỏi chàng trai: vì sao anh đến muộn? Anh vội vàng giải thích: hôm nay đường tắc quá, bình thường tôi không hay ra ngoài vào giờ này nên không để ý. Cô gái nhấp một ngụm trà rồi trầm ngâm nói: tôi đã uống xong cà phê. Cảm ơn anh đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để gặp tôi. Chàng trai đặt toàn bộ kỳ vọng vào buổi gặp hôm nay nhưng sau khi nghe cô gái nói xong, anh như bị một cái tát vào mặt, vừa xấu hổ vừa chán nản hỏi: chỉ vì tôi đến chậm 5 phút thôi sao? Cô gái khẽ mỉm cười trả lời: tôi đã đến đây từ 1 tiếng trước. Một số người nói: chỉ là đến muộn mấy phút thôi, có cần phải làm như vậy không? Câu trả lời là cần. Cô gái là một người thành công và luôn nghiêm túc trong mọi việc. Vì buổi hẹn này, cô đã đến sớm cả tiếng đồng hồ. Trong khi đó, dù chàng trai rất cần cuộc gặp này, anh vẫn không chịu đến sớm, dù chỉ 5 phút. 5 phút có thể chỉ là giọt nước trong đại dương thời gian, nhưng 5 phút này có thể quyết định tầm cao của cuộc đời bạn. Nếu bạn đến sớm 5 phút, bạn sẽ nắm được lợi thế về mặt thời gian lẫn tinh thần, từ đó làm gì cũng thuận lợi. Thay vì bắt ai đó phải đợi bạn 5 phút, hãy đến sớm 5 phút. 2. Sớm 5 phút là một sự đảm bảo. Sau khi trải qua vô số kỳ thi lớn nhỏ, bạn có từng thắc mắc tại sao lần nào cán bộ coi thi cũng phải phát giấy thi trước 5 phút? Cán bộ trông thi khi phát giấy thi luôn nhấn mạnh không được làm bài trước khi tính giờ. Một số thí sinh sẵn sàng mạo hiểm phá vỡ quy định và làm trước câu trả lời trong đề và tin rằng mình đủ thông minh để hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. Tuy nhiên, một giáo viên dạy giỏi có thâm niên từng thẳng thắn chia sẻ rằng: theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, một vài câu hỏi được trả lời trong 5 phút kiểm tra để không mang đến lợi thế thực sự cho thí sinh trong kỳ thi. Tại sao vậy? Có rất nhiều việc phải làm trong 5 phút phát đề, kiểm tra đề và phiếu trả lời có bị thiếu hay bị mờ hay không, đồ dùng học tập đã đầy đủ chưa? Nếu không kiểm tra những điều này ngay từ đầu mà để đến khi làm bài rồi mới phát hiện ra, lỗi sai cùng áp lực tâm lý có thể phá hủy mọi công sức của bạn. 5 phút chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng tận dụng được 5 phút, biết tích tiểu thành đại chính là đức tính của người biết nhìn xa trông rộng. 3. Sớm 5 phút là một loại thói quen. Các nhân viên làm việc lâu năm tại tập đoàn Wanda cho biết, có một luật bất thành văn ở đây: bất kỳ cuộc họp nào, cấp dưới phải đến sớm hơn cấp trên 5 phút. Có lần phó chủ tịch Wanda họp hội đồng quản trị, anh đến phòng họp đúng giờ, nhưng tất cả giám đốc đều nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Lần thứ 2, anh đến phòng họp sớm vài phút, vẫn bị mọi người để mắt. Sau đó, một đồng nghiệp đã nói với anh: quy tắc bất thành văn này, dù cuộc họp lớn hay nhỏ, cấp sau phải đến sớm hơn cấp trước 5 phút. Một phóng viên từng làm việc với Bill Gates đã chia sẻ: lịch trình của Gates tương tự như của Tổng thống Mỹ. Nhiều việc được quyết định trong vòng 5 phút, một số cuộc họp được diễn ra trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn, thậm chí đến cái bắt tay cũng được tính bằng giây. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta có thể không cần quá chính xác, nhưng học cách chuẩn bị trước mọi thứ chỉ có lợi mà không có hại. Bởi vì trong 30 năm đầu đời, bạn hình thành thói quen, 30 năm cuối cùng của cuộc đời, thói quen của bạn quyết định cuộc sống của bạn. 5 phút với một người lười biếng, ỉ lại chỉ là 5 phút ngắn ngủi vô nghĩa, nhưng nếu biết tận dụng từng khoảng thời gian ngắn, đây sẽ là bước đệm đưa bạn tiến dần đến thành công. Vậy đó bạn, chỉ là 5 phút thôi, nhưng lại là những phút vô cùng quý giá. Chúc bạn thành công từ những 5 phút này.